hai vợ chồng tôi thì không có con, vì thế coi con mèo cũng như con vậy thôi. Còn thương hơn con nữa. Cưng nó lắm, cưng thiệt là cưng luôn nha. Bữa sáng ăn 250 phở bò tái, à, giờ có khi ở nhà còn đùi gà, cái lấy hai cái đùi gà ăn hết hai đùi gà, vì thế mà con mèo coi thấy không? Như con vậy. Coi nó như con vậy mới nuôi cho ai cực tới kiểu mà 8 năm ha. Đêm nào chú mới 1 giờ thức dậy để nuôi nó, để cho nó ăn. Tức là tìm không ra người nào mà nuôi một con mèo ha mà có thể nói là không cần ngủ, đó là ban đêm 1 giờ không có ngủ mà 8 năm chờ ha, mà để nuôi con mèo vậy. Bao nhiêu cũng không bán. Mẹ nó không bán. Nó như con à. Mèo. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.